Trong bất kỳ một thể loại game nào thì yếu tố đa dạng cũng là điều cần thiết phải có để tăng sự thú vị. Và trong những game chiến đấu như Pokemon có vô vàn những yếu tố đem lại sự đa dạng ấy. Không chỉ là hình dáng mà còn có chiêu thức, trang bị, chỉ số và nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa. Những yếu tố này khiến cho ngay cả khi anh em thấy hai Pokemon giống nhau trên cùng một sàn đấu nhưng cũng chưa chắc là chúng nó giống hệt nhau đâu nhé. Đây là video mà tôi sơ lược về những thứ xoay quanh chỉ số của Pokemon do có nhiều anh em yêu cầu cái video này. Bởi vì đây là một chủ đề khá là nhiều số má và có thể nói là hơi khô khan cho nên lâu nay tôi cũng không có ý định đào sâu quá. Cơ mà nếu anh em yêu cầu thì mình làm thôi. Trong những video mà tôi làm, anh em có thể thấy rất nhiều những bảng chỉ số như thế này xuất hiện mỗi khi đánh giá về một Pokemon nào đó. Đây là bảng chỉ số cơ bản của một Pokemon, hay có thể hiểu là đặc điểm riêng biệt của từng giống loài. Tức là những con Electrode thì con nào cũng sẽ rất nhanh, còn những con Torkoal thì có cố bao nhiêu cũng không thể có tốc độ cao được. Đây là thứ mà chúng ta không thể can thiệp trừ khi là anh em hack. Chỉ số cơ bản này được dùng để làm gốc, để từ đó tính ra chỉ số cụ thể của loài Pokemon đó ở từng level. Có công thức tính luôn, nhưng dĩ nhiên là chúng ta không cần tìm hiểu kỹ quá về cái điều này. Một Pokemon sẽ có 6 loại chỉ số cơ bản. Đầu tiên là HP, build up của Hit Point, cho biết lượng sát thương tối đa mà Pokemon có thể chịu được. Trong video của tôi thì tôi hay gọi đây là sinh lực, và khi sinh lực của một Pokemon về không thì nó sẽ bất tỉnh, tất nhiên rồi. Có 2 loại chỉ số tấn công. Attack là tấn công vật lý, sử dụng để tính sát thương của những chiêu dạng vật lý, kiểu như là đấm đá. Còn Special Attack là tấn công đặc biệt, dùng để tính sát thương của những chiêu thức dạng chưởng, như là phun lửa hay là giật điện. Anh em có thể phân biệt chiêu thức nào thuộc dạng nào bằng cái biểu tượng riêng biệt trong thông tin của chiêu đó. Tương ứng với 2 dạng tấn công là 2 dạng phòng thủ. Defense là thủ vật lý, dùng để tính sát thương vật lý mà Pokemon có thể đỡ được từ đòn tấn công của đối thủ. Còn Special Defense là thủ đặc biệt, dùng để tính lượng sát thương đặc biệt mà chúng đỡ được. Có một lưu ý nho nhỏ là vào thế hệ đầu tiên, Special Attack và Special Defense cùng là một chỉ số gọi là Special. Cho đến thế hệ thứ 2 thì chúng nó mới được tách ra riêng biệt. Và cuối cùng là chỉ số tốc độ, sẽ quyết định thứ tự ra đòn của Pokemon trong chiến đấu. Pokemon nào nhanh hơn thì sẽ có lợi thế ra đòn trước. Dĩ nhiên chỉ số cơ bản chưa phải là tất cả, nếu không thì tất cả những Pokemon cùng loài sẽ có sức mạnh giống hệt nhau. Sự khác biệt đến từ 2 chỉ số nữa được cộng thêm vào, đó là IV và EV. IV là viết tắt của Individual Value, dịch nghĩa là giá trị cá thể, nhưng tôi hay gọi nó theo kiểu dễ hình dung hơn là chỉ số bẩm sinh. Giống như kiểu con người chúng ta khi sinh ra, mỗi người sở hữu một năng khiếu, tố chất khác nhau, người này hơn người kia ở một số lĩnh vực. Thì Pokemon cũng vậy, mỗi Pokemon sẽ có các chỉ số của chúng cao hơn một chút so với chỉ số cơ bản. Con số cộng thêm này dao động từ 0 cho đến 31, nghĩa là ở level 100, một Pokemon có IV tuyệt đối sẽ có các chỉ số cộng thêm 31 so với một Pokemon không được trời ban cho cái gì. Vốn dĩ chỉ số bẩm sinh này là thứ không thể thay đổi được trên một Pokemon, nhưng vào bản game Pokemon Sword and Shield của thế hệ thứ 8 thì người ta đã tạo ra một công cụ gọi là Hyper Training để Pokemon có thể tập luyện, tăng thêm chỉ số bù vào cái chỗ thiếu sót này. EV viết tắt của Effort Value, nó dễ hiểu là chỉ số có được do luyện tập. Đây là thành quả của việc Pokemon của anh em chiến đấu. Ngoài việc thu về kinh nghiệm để lên level, nó còn được tăng cường thể chất tùy vào đối thủ mà nó đánh bại. Ví dụ như nếu anh em chiến đấu với những Pokemon nhanh nhẹn như bọn chim thì sẽ được nâng cao tốc độ. Hay nếu tập luyện với những Pokemon mạnh mẽ thì sẽ được tăng cường chỉ số tấn công. Giá trị EV thu được cũng sẽ khác nhau tùy xem Pokemon đối thủ là loài nào. Và con số này sẽ dao động từ 1 cho đến 3. Có một cái danh sách EV thu về theo từng loại từng loài ở trên Serebii mà tôi sẽ để link ở trong phần mô tả phía dưới, anh em có thể dùng để tra cứu. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng các vật phẩm dinh dưỡng để tăng thêm 10 điểm EV tương ứng với mỗi loại. Cứ mỗi 4 điểm EV sẽ tương ứng với 1 điểm chỉ số ở level 100. Mỗi Pokemon sẽ chỉ có thể tối đa nhận được là 510 điểm EV, trong đó mỗi chỉ số sẽ chỉ có thể tăng tối đa là 252 điểm. Nature, một cách dễ hiểu là tính cách. Pokemon cũng có con mạnh mẽ, con yếu đuối, đứa thì can đảm, đứa thì ngây thơ. Mỗi loại tính cách sẽ tăng 10% trong một chỉ số và hạ 10% của một chỉ số khác. Trừ sinh lực thì không ảnh hưởng,
Ví dụ một Pokemon mang nature là Adamant thì sẽ có chỉ số tấn công vật lý tăng 10% và giảm 10% công đặc biệt, thích hợp với những Pokemon chuyên đường công vật lý. Có tất cả 24 loại tính cách, trong đó có 4 cái không tăng hay giảm gì cả, mà tôi cũng không hiểu tại sao phải có tận 4 cái giống nhau. Chi tiết thì tôi lại có một cái link nữa ở phần mô tả phía dưới nha. Khi áp dụng vào chiến đấu thì mọi người sẽ muốn Pokemon của họ mang chỉ số cao nhất có thể. Trừ trường hợp muốn xây dựng một Pokemon dùng trong Trick Room chẳng hạn, thì sẽ không muốn bất kỳ một điểm nào được đầu tư vào tốc độ. Hay là những Pokemon chuyên về tấn công đặc biệt thì sẽ muốn chỉ số tấn công vật lý của nó thấp nhất có thể để giảm thiểu cái lượng sát thương đến từ chiêu foul play của đội bạn. Còn một trường hợp thú vị nữa là khi anh em muốn sử dụng một Pokemon mang Belirum và Citrus Berry thì anh em sẽ muốn tổng sinh lực của nó là số chẵn. Bởi vì ví dụ nhá, Pokemon đó sử dụng Belirum lúc đầy máu là 100, khi đó sẽ về 50 máu là đúng một nửa và có thể kích hoạt Citrus Berry được. Còn nếu tổng sinh lực mà là số lẻ, 101 chẳng hạn, thì khi chia đôi nó sẽ về là 50,5, làm tròn lên là 51 máu, vẫn chưa tính là mất một nửa sinh lực nên sẽ không cắn được Berry. Một chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng có thể ảnh hưởng đến cả chiến thuật của anh em đấy. Có một khái niệm nữa mà anh em cũng khá thắc mắc, đó là bậc chỉ số. Đây là giá trị được tăng hay giảm trong trận đấu khi mà Pokemon bị ảnh hưởng bởi các chiêu thức như là chiêu Agility sẽ tăng 2 bậc tốc độ cho bản thân, hay là đặc tính Intimidate sẽ làm giảm 1 bậc tấn công của đối thủ. Trên màn hình là một bảng miêu tả các bậc chỉ số dễ hiểu cho anh em. Khi Pokemon mới bắt đầu được tung ra thì chỉ số của nó chưa thay đổi gì cả, tức là mức 0. Các bậc này có thể được tăng tối đa lên cộng 6, khi đó sẽ cao gấp 4 lần bình thường. Còn khi giảm kịch kim xuống trừ 6 thì lúc này chỉ số sẽ chỉ bằng 1/4 bình thường. Một số chiêu thức gia tăng chỉ số rất mạnh, phổ biến nhất có thể kể đến như là Sword Dance, Iron Defense, Nasty Plot, Dragon Dance, Agility hay là Shell Smash. Khi đòn tấn công của một Pokemon gây sát thương chí mạng, nó sẽ bỏ qua toàn bộ gia tăng phòng ngự của đối phương và suy giảm tấn công của bản thân. Tức là nó vẫn sẽ đánh rất mạnh kể cả đối phương đang ở cộng 6 thủ và nó đang ở trừ 6 tấn công. Hay khi một Pokemon có đặc tính là Unaware, nó sẽ hoàn toàn không để ý đến các gia tăng chỉ số của đối thủ ngoài tốc độ. Nghĩa là dù đối thủ có tăng tối đa tấn công đi nữa thì đánh vào nó vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Hay là dù có tăng tối đa thủ thì khi bị nó đánh vẫn sẽ đau như chưa tăng cái gì hết. Còn một đặc tính nữa liên quan đến vụ này đó là Contrary. Đây là đặc tính sẽ khiến cho tất cả những tăng giảm chỉ số tác động lên Pokemon sở hữu sẽ có tác dụng ngược. Tức là những chiêu nào tăng chỉ số thì sẽ thành giảm, mà những chiêu nào giảm chỉ số thì sẽ tăng. Hiệu quả là đối thủ sẽ phải dè chừng khi muốn dùng những chiêu Max Move và anh em, hay là khi muốn tung một Pokemon có Intimidate ra sân. Còn trong khi đó thì bên mình vẫn thoải mái spam những chiêu rất mạnh như là Leaf Storm hay là Super Power mà thậm chí không bị giảm sinh lực mà còn tăng cơ. Ok, thêm một ví dụ nữa là một chiêu thức khá thú vị tên là Topsy Turvy, sẽ đảo ngược toàn bộ gia tăng chỉ số của mục tiêu. Chẳng hạn như dùng chiêu này lên một con Snorlax đang ở cộng 6 tấn công thì sẽ biến nó về trừ 6. Còn nếu dùng lên một con Latios đang bị trừ 2 tấn công đặc biệt do vừa dùng Draco Meteor chẳng hạn thì nó sẽ lên thành cộng 2. Sinh lực là chỉ số duy nhất không áp dụng tăng giảm theo bậc, mà dĩ nhiên tăng giảm của nó là phụ thuộc vào việc bị giáp vào đầu mạnh hay yếu. Còn hai chỉ số cũng phụ thuộc vào hệ thống bậc riêng của chúng, đó là độ chính xác và né tránh. Hai chỉ số này cũng lên tối đa là cộng 6 và xuống hết cỡ là trừ 6, nhưng sử dụng phân số là 3/3, tức là lên hết cỡ chỉ được x3 thôi chứ không phải là x4. Lưu ý là hai con số này sẽ còn phải nhân với độ chính xác của chiêu thức được sử dụng nữa nhé. Trong chiến đấu còn có một kiểu tăng giảm chỉ số nữa, không áp dụng bậc mà là nhân trực tiếp lên chỉ số, kiểu như nó nội tại luôn ấy. Các hiệu ứng này thường không đến từ chiêu thức mà đến từ đặc tính, môi trường hoặc là trang bị. Điển hình nhất cho ví dụ này là STAB, viết tắt của Same Type Attack Bonus, dễ hiểu hơn là lợi thế sát thương cùng hệ. Như là một Pokemon hệ lửa sử dụng chiêu thức hệ lửa cùng hệ với nó thì chiêu thức ấy sẽ được tăng gấp rưỡi sức mạnh, từ đó sẽ tiếp tục nhân thêm một lần nữa với gia tăng của bậc chỉ số. Sát thương cùng hệ là một lợi thế rất lớn của Pokemon. Đây là lý do mà mỗi khi tôi phân tích một song hệ, tôi luôn ưu tiên nói về combo sát thương của hai hệ đó trước, rồi mới đến các chiêu bổ trợ. Mặc dù Pokemon có thể học được nhiều chiêu thức của các hệ khác, nhưng uy lực sẽ bị giảm đáng kể.
Một vài ví dụ khác cho kiểu nhân chồng lên này là đặc tính Huge Power và Pure Power sẽ tăng gấp đôi tấn công vật lý của Pokemon sở hữu. Những Pokemon có đặc tính Swift Swim, Chlorophyll, Sandrush và Slash Rush đều tăng gấp đôi tốc độ trong thời tiết tương ứng của chúng. Những trang bị như là Choice Band, Choice Pack, Choice Card sẽ tăng gấp rưỡi chỉ số cho Pokemon mang theo nhưng sẽ chỉ được chọn một chiêu để đánh. Trang bị Assault Vest tăng gấp rưỡi thủ đặc biệt cho Pokemon sử dụng nhưng Pokemon đó sẽ không được dùng những chiêu hỗ trợ. Và chiêu thức Helping Hand sẽ tăng gấp rưỡi sát thương cho chiêu thức mà Pokemon đồng đội chuẩn bị tung ra. Đến đây thì tôi nghĩ là hết rồi thì phải. Đó là tất cả những gì liên quan đến chỉ số của Pokemon. Nếu như tôi có bỏ sót điều gì hay là có những thứ gì sâu xa hơn so với cái tổng quát của tôi thì anh em có thể bổ sung ở phần comment phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Nếu như anh em thấy video này quá nhiều số, quá khó hiểu, quá khô khan thì tôi đã cảnh báo rồi mà. Dù sao thì cũng cảm ơn anh em đã xem hết được đến đây. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nhé. Peace!